Cô Trang xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh và các con học sinh thân mến. Và ngày hôm nay thì chúng mình hãy đồng hành cùng cô đi tìm hiểu và khám phá về một hoạt động. Và bài học ngày hôm nay có tên là Nhận biết về các cô bác cấp dưỡng trong trường mầm non. Để đi vào bài học thì chúng mình hãy cùng cô Trang nghe một bài hát nhé. Làm gì? Chúng mình phải ăn đủ chất, đủ dinh dưỡng và uống thật là nhiều nước nhé. Vậy theo các con, ở trên trường, ai là người nấu ăn cho chúng mình nào? À, đúng rồi, đó chính là bác cấp dưỡng đấy. Và hôm nay, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu về bác cấp dưỡng nhé. Các con thấy trang phục của bác cấp dưỡng như thế nào? Trang phục của các bác cấp dưỡng rất là đặc biệt đấy. Bác sẽ đeo một chiếc tạp dề để khi chế biến thực phẩm không bị bắn bẩn ra quần áo của mình. Đầu sẽ đội một chiếc mũ đầu bếp để cố định tóc, không để tóc rơi xuống thức ăn. Và miệng sẽ đeo khẩu trang để chống giọt bắn ra thức ăn, đảm bảo vệ sinh cho các con đấy. Các con hãy thử kể tên một số đồ dùng dụng cụ mà bác cấp dưỡng hay sử dụng nhé. Có rất là nhiều đồ dùng dụng cụ mà bác cấp dưỡng hay sử dụng đấy. Ví dụ như là son, siêu, thớt, dao, rổ, giá, đũa, găng tay. Bác cấp dưỡng là người nấu cho chúng mình những bữa ăn ngon đấy. Vậy các con có biết công việc hàng ngày của các bác là gì không? Các bác phải đến trường sớm để kiểm tra và giao nhận thực phẩm với công ty cung cấp đồ. Thực phẩm phải đảm bảo tươi ngon, đủ trọng lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn nữa đấy. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các thực phẩm, các bác sẽ làm gì? À đúng rồi, các bác sẽ mang những thực phẩm đó đi sơ chế đấy. Như rau thì sẽ nhặt bỏ rễ, phần lá úa, thịt sẽ mang ra để thái thành những miếng nhỏ. Tiếp theo là giai đoạn chế biến, yêu cầu bác cấp dưỡng phải có kỹ thuật tay nghề cao để có thể nấu được những món ăn ngon, hợp khẩu vị với trẻ. Sau khi chế biến xong thức ăn, các bác sẽ chia thức ăn theo định lượng của các lớp. Sau đó, mang thức ăn ra xe đẩy, đến giờ ăn cơm thì sẽ phân về các lớp. Để có được một bữa ăn ngon cho chúng mình, các bác cấp dưỡng đã rất là vất vả đấy. Vì vậy, chúng mình phải biết yêu quý này, kính trọng các bác, các cô cấp dưỡng. Và đặc biệt hơn là trong giờ ăn thì chúng mình phải như thế nào nhỉ? Trong giờ ăn thì các con phải ăn hết suất của mình, không được làm rơi vãi cơm ra bàn và ăn văn minh, ăn gọn gàng. Các con có đồng ý không? Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô Trang xin kính chào và hẹn gặp lại các con nhé!